Xin chào anh em, thì hôm nay tôi chính thức nghỉ Tết anh em ạ. Đây là những cái đồ đạc mà tôi chuẩn bị sẽ đem về quê để ăn Tết. Và đây là con xe của tôi anh em. Bây giờ tôi sẽ bốc hết những cái đồ này lên xe. Thì đây là cái đồ này là chỉ những đồ hôm sau thôi. Hôm trước thì tôi cũng có một chuyến về rồi, đó là hôm qua tôi có chở anh tôi về. Thì tôi đã chở một ít đồ về rồi. Đây là đồ hôm nay. Thì gồm có cái quan trọng này. Túi quần áo anh em, đây có một con máy tính anh em ạ. Thì tất cả những cái video mà anh em mà nhìn thấy tôi ấy, kể cả cái video này thì tôi cũng đều phải dùng con máy tính ở đây để chỉnh sửa. Con này thì theo tôi khá là lâu rồi, từ cỡ khoảng năm 2015, thì năm nay đến là 2023, cỡ khoảng 8 năm rồi anh em ạ. Nó chạy gọi là hết công suất, không biết mệt mỏi, 8 năm rồi gắn bó với tôi, bây giờ nó cũng đã khá là yếu rồi nhưng mà vẫn dùng được anh em ạ. Thì để có cái video này cho anh em xem thì tôi phải mang cái máy tính này về thì mới biên tập được lại cái video để đăng lên. Còn đây là cái món quà của hợp tác xã gửi cho tôi anh em ơi. Một trên là có một cái hộp quà, dưới là một thùng nước ngọt Coca-Cola. Thì hợp tác xã này thì tôi cũng giới thiệu các anh em và hợp tác xã ấy. Anh em nào mà muốn chạy Grab hay là muốn chạy Bi hay là chạy Go Việt thì đều phải vào hợp tác xã hết. Thì anh em nào mà muốn vào thì liên hệ với tôi nhé. Liên hệ với tôi giới thiệu vào đấy thì anh em mà vào đấy thì sẽ được hỗ trợ rất là nhiệt tình. Và hỗ trợ luôn cả đăng ký app luôn. Thì bây giờ tôi sẽ cho những cái này lên để về anh em cùng tôi về quê nhé. Xem về quê tôi sẽ như thế nào nhé, sẽ đi qua đâu anh em nhé. Rồi anh em ơi, cho đồ lên thôi. Ồ, còn cái áo này của tôi hôm qua về quê. Rồi tôi sẽ xếp cái đồ lên nhé, khá là nhiều đồ anh em ạ. Gần như là chuyển về quê mà. Đây là cái vali quần áo này, rách hết rồi anh em ạ. Nào có tiền nữa, mua cái vali khác. Cái này là cái đồ để thắp hương. Khả năng là không nằm để ngủ được. Muốn để nằm để ngủ ấy. Muốn cho các bạn là tôi nằm được một bên này để ngủ. Mới nằm được không nhỉ? Được, đặt đây đã. Tiếp dần lên. Khả năng là không ngủ được anh em ạ. Ừ. Cái đồ này là đồ nó có nước anh em ơi. Sợ có nước cái này lại được đồ lạnh ấy. Sợ có nước thế này thì nó bị rớt nước vào đây là nó bị gây bị hôi anh em ơi. Ôi, cũng đành thôi. Phải để ở đây thôi anh em ạ. Chả biết làm nào. Dép dày anh em ạ. Để cái này mình chốc. Nước nó chảy xuống dưới, nó chưa chảy vào xe luôn anh em ạ. Khá là nhiều đồ đấy. Tôi sợ không nằm được. Tôi muốn là cho các bạn nằm ở sau này. Khả năng là không nằm được anh em ạ. Tại còn máy tính thì to quá. Đây cái máy tính thì to quá anh em ạ. Sấy gì nữa này. Máy sấy tóc với cả rửa gội đầu anh em ạ. Khả năng là không nằm được rồi anh em ơi. Không nằm được thì cho các bạn ngồi. Tưởng là ít đồ nhưng mà cũng khá là nhiều đồ. Hôm qua đã chở một bớt về rồi đấy. Thì hôm nay vẫn còn bấy nhiêu.
chứ hôm qua mà chưa trở về thì chắc hôm nay nhiều lắm. Để này kia cái màn hình sợ nó vỡ anh em ạ. Ừ, đây là còn giò chứ gì anh em ạ. Gần như không nằm được anh em ạ. Ít còn nằm được, nhiều này thì không nằm được anh em ạ. Nhiều quá. Rồi, xong, ôi xong, rách rồi. Cầm hơi trên đánh. Rồi, thì đây là toàn bộ cái đồ anh em ạ. Rồi anh em của tôi về quê thôi. Không chỗ nằm luôn. Cái này vào đây này, cho nên giữ cái máy tính này. Thế nào, giữ kín không gì đâu. Để tôi ở nhà tiếp nữa rồi. Ừ, không nằm ở đâu. Hả? Ui, cái này cầm này nó rồi. Để lên trên này mà. Thôi, về thôi. Sao đó, thôi nếp vào trong luôn đi. Ừ. Được rồi, đây là ổn rồi anh em ơi. Xong rồi tôi sẽ đến đón hai đứa cháu nữa. Rồi anh em cùng tôi về quê nhá. Rồi anh em ơi, bây giờ sẽ di chuyển từ Hà Nội về quê thôi, về quê ăn Tết. Bên đây tôi đang đi trên cái đường khu công nghiệp Quang Minh anh em ạ. Thì đi qua đón hai bạn cháu nữa, hai cháu nhỏ nữa để về quê. Thì xe này gần như đầy đồ rồi anh em ạ. Hôm may là hôm trước còn chở một xe về không thì còn không chở hết. Đây là năm đầu tiên mà có ô tô để về ăn Tết anh em ạ. Chứ mọi năm thì phải dùng cái dây chun buộc khá là vất vả. Nhưng mà vẫn thi xong đúng không? Vẫn thi xong thì mọi năm thì cũng không dám mua đồ ở đây để mang về đâu. Nhưng mà năm nay thì dám mua đồ ở đây để mang về. Tại vì mình có xe mình chở được ấy. Chứ mọi năm đi xe máy với cả các bạn này cũng lớn rồi đây. Người toàn phải kẹp 4 đấy anh em ạ. Năm nay thì không cần phải kẹp nữa rồi. Xe máy cũng để lại. Không khí Tết cũng đang đến rất là gần rồi. Thấy mọi người là hoa hoét bán tùm lum rồi. Tí nữa anh em mình sẽ đi qua một cái nơi gọi là chỗ đấy chuyên là trồng quất, trồng đào bán Tết. Đấy là ở Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội anh em ạ. Đây là thị trấn Chi Đông anh em ạ. Đèn xanh thì hai bên này đi thẳng đều đèn xanh hết thì bên này nó là đúng là đèn xanh của nó mà. Nó được rẽ mà. Ở đây có biển gì không nhỉ? Ở đây An Việt này tưởng là hôm trước thằng Hiếu nó bảo là làm ở công ty An Việt anh tưởng làm ở kho lạnh. Không phải, làm An Việt vận tải. À thế nó lại xin vào công ty của anh Tè đấy ạ. An Việt đấy. Cái gì? Sốc mà cái luôn. Nó ở cái biển số ấy. Biển số ấy nó phải về dính lại vì nó một điểm ở dưới nó không chặt. À, cái biển số là. Vừa dụng mất biển số đấy. Ở cuối khu công nghiệp này thì anh em có thể thấy là bán rất là nhiều đồ, gọi là siêu thị mặt đất anh em ạ. Bán cả quần áo này, hoa quả, các kiểu, nói chung là bán đủ thứ ở đây. Cả đồ ăn nữa anh em ạ. Tại vì là buổi chiều khi mà giờ tan ca ấy thì mọi người về đây rất là nhiều. Đấy. Và bán cả chuối ấy, đồ thờ rồi anh em ạ. Hôm qua cái anh mà ra làm ấy, anh bảo là anh mua nải chuối 240.000. Ui, chuối đắt thế. Ừ. Tức là nay không có chuối à? Trời ơi, dã man thế. Tính qua thêm một buồng 1 triệu à? Em ơi, một nải chuối anh mua 25 quả 240.000. Tính có 10.000 một quả à? Nhà yeah. 9.000 quả. Đặt thế. Chuối xanh. Xong rồi về cũng làm thì cũng thắp hương thôi nhỉ. Thế. Túi hoa quả anh cầm đi chưa? Quả nào?
Ơ ờ. Em thương anh mà. Em ở đâu? Em thương anh mà. Thương nào? Bàn học ấy. Thôi, ở bàn học thì có vẫn còn ở bàn học rồi. Đấy, con Minh và... nghe bố mẹ sẽ quên một đồ gì đấy. Hình như đã bị quên đồ anh em ạ. Thôi về mua khác. Đây em ở khu này mọi năm là bán quất, bán đào nhiều lắm. Nhưng mà năm nay anh em có thể nhìn thấy bên này bán rất là ít thôi. Quất chung chứ không thấy bán quất bán đào nhiều anh em ạ. Nhưng mà hàng quần áo vẫn nhiều. Bán quần áo nhiều hơn. Khả năng là quần áo bán chạy hơn. Trời sắp mưa rồi anh em ơi. Bây giờ đang là 16 giờ mà trời có vẻ như là 18 giờ ở nơi anh em ạ. Tối om rồi. Hôm nay là bắt đầu mọi người đổ về quê nhiều. Thì tôi cũng không đi con đường chính anh em ạ. Con đường chính là đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nhưng mà tôi không đi đường đấy. Thứ nhất là về đón cháu. Thứ hai là chỗ đấy nó cũng tắc đường anh em ạ. Nên tôi đi đường trong này thì sẽ không bị tắc. Đường trong gọi là trong khu dân cư anh em ạ. Thì không bị tắc đường đâu. Xong thì tôi chạy ra đường 100 và về quê thôi. Từ Hà Nội về quê, về nhà tôi thì cỡ khoảng 60 km anh em ạ. Đi mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Tôi cũng đi chậm thôi mà. Chậm với cả đường nó cũng khá là nhỏ, nhiều xe cộ đi lại. Đây anh em nhìn thấy đường như thế này làm sao mà đi nhanh được anh em. Cứ đi chậm thôi. Mãi khắc tới nhà anh em ạ. Anh em ơi, tôi về đến thành phố Vĩnh Yên rồi anh em ơi. Tôi đang đi ở cái đường này là cái đường gọi là đường Lý Thái Tổ. Thì anh em có thể nhìn một con đoàn tàu khá là cổ xưa. Đoàn tàu này là đoàn tàu chở hàng anh em ạ. Kia tàu kia. Tàu hỏa. Tàu hỏa kia. Phía trước là có 2, 4, 6 khoang nhiên liệu anh em ạ. Còn phía sau đây phía sau chắc vẫn có hành khách này. À không, đây là tàu chở hàng thôi anh em. Hình như những cái toa này toa chở hàng hết anh em ạ. Đúng rồi, toa chở hàng. Bây giờ tàu chạy thì cũng rất là hiếm. Hiếm khi mới nhìn thấy tàu. Thì anh em có thể để ý đây là một cái cầu vượt đang chuẩn bị xây, nhìn có thiết kế khá là đẹp. Anh em nhìn trên đó là con hạc anh em ạ. Con hạc xong nó sẽ tung cánh ra. Cầu dây văng nó thiết kế như ở cầu Nhật Tân anh em ơi. Thì ở cái đoạn này thì công an rất hay làm anh em ạ. Thì tôi cho anh em sẽ lên xem gặp các anh chú công an cho các chú mình có được may mắn thì các chú gọi vào hay không anh em nhé. Thì đây anh em có thể thấy được con VinFast ở Vĩnh Phúc. Điệu gáy giống bố kinh á. Đấy. Không nghe thấy tiếng gì đâu. Đấy khó. À thấy rồi. Đây anh em có thể thấy taxi VinFast ở Vĩnh Phúc này anh em. Đấy nha, hay xin giờ tôi hôm nay đường cũng hôm nay là ngày Tết nên đường đi về cũng khá là đông đúc anh em ạ. Cao tốc cũng đông, không phải là cái nguyên là ở đây đâu nha. Nó từ ở đây. Tại vì là mọi người về quê nhiều ấy. Đúng rồi. Vừa ở đây vừa bị chặn xong. Ở đây vừa. Đúng rồi, vừa bị chặn để cho tàu hỏa đi, xong rồi tàu hỏa đi xong rồi người ta mới mở cửa chặn ấy. Mở cửa chặn để cho phương tiện giao thông đi. Lao sao? Bán ở đây bán đồ gia dụng như anh nhờ anh Tuấn đấy nhỉ. Nhưng mà ở dưới này thì dân anh nghĩ là nó ít mua hơn. Còn đây là cái sân bóng gọi là sân bóng Nam Vĩnh Yên, à sân bóng ở Vĩnh Yên anh em ạ, sân vận động đang xây. Ở bên kia có gì kia, ở Vĩnh Phúc thì chưa có đội bóng nào anh em ạ. Ở bên nào? Bên này có chỗ ngồi này. Thì ở đây thì công an giao thông làm rất nhiều, đặc biệt là ngày Tết này làm càng nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay không biết là làm hay không. Nếu mà làm thì sẽ có mấy con ô tô nó hay đỗ ở lề đường, tội chả biết bắn lỗi gì nữa. Chắc ở đây chắc khả năng là bắn vượt qua tốc độ thôi. Nhưng mà chú đeo cái gì trên đầu chứ? À chú này là đeo cái máy ảnh. Để làm gì? Để chụp ảnh, thế máy ảnh thì làm gì hả chị Tin? Để chụp ảnh. Nè, sẽ có mấy con xe đậu ở đây. Khi công an làm thì sẽ có mấy con xe đậu ở đây anh em ạ. Nhưng mà khả năng là không làm. À, chú tại vì là đây này. Tại vì là hôm nay là ngày Tết đấy, mọi người đi lại khá là đông đúc thì làm sao mà vượt tốc độ được anh em.
tốc độ ở đây thì ô tô đi 60 anh em nhé, xe máy được đi 50, còn người đi bộ mới là người đi xe đạp thì đi tùy mức, quá chậm, mình thích đi bao nhiêu đi, chỉ giới hạn xe máy với ô tô thôi. Xe đạp thì anh em đạp hết cỡ cũng được, đạp hết cỡ chắc mỏi chân đấy. Nếu mà chủ đoàn này không có thì là sẽ không có chốt nào ở đây cả anh em ạ. Ồ, không có chốt nào ở đây anh em ơi. Thế hôm nay các đồng chí chắc cũng nghỉ Tết rồi anh em ạ. Ờ, sao công an vẫn ngồi kia cơ? Đâu, ngồi đâu, coi đâu đâu. Công an vẫn ngồi ở chỗ kia mà. Chỗ lúc nãy là họ phân luồng điều tiết giao thông, chứ không phải là họ lập chốt để mà họ xử lý vi phạm. Đây ở đây cũng có tàu mà. À, tàu vừa đi qua đây mà, mình đi theo đường tàu mà. Đúng rồi, tàu vừa đi qua đến đây. Đến đường Lý Thế Tổ thì tôi sẽ vào đường Lý Thường Kiệt anh em ơi. Mai, mai mai này. À. Cái cây hoa bé kia nhá, chỉ có mai, mấy cây thôi. Mai vàng. Mai vàng. Mai vàng mai đỏ. Ở dưới chợ ông bà ngoại con nhá, ui một cây mai to như thế chỉ có mấy trăm thôi. Cũng chỉ có mấy trăm thôi. Nó gần lắm. Gần ngay cái chỗ mua tủ đồ luôn. Em tắt rồi mà. Này về nhà rồi anh em ơi. Sau khoảng hơn 1 tiếng hành trình thì đã về nhà. Đây là quang cảnh nhá. Có anh chị ở dưới quê lên chơi anh em ạ. À quên, anh chị ở dưới Hà Nội lên quê chơi. Đây đồ cũng dọn sắp xong rồi. Trời cũng tối rồi anh em ạ, gần 6 giờ. Đây là cái hành trình của tôi về quê anh em nhá. Bên này có bán quất này anh em ạ.